sao thế? Cứu 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 con với. Ôi trời ơi, bố con đang tắm hết sạch nước nóng không mở lại cho con. Con đang gội đầu mà hết nước lạnh quá. Thôi vào đi nhanh lên, không khéo ốm mất thôi. Khổ ghê cơ, để mẹ lấy cho cái khăn. Mẹ ơi. Ơi. Dầu gội của con hết rồi, con có thể dùng dầu gội đầu của mẹ không? Dầu gội đầu hết mà cũng không biết nữa. Đưa đây mẹ gội cho. À thôi, mẹ cứ đưa đây con tự gội được. Cứ để đấy, mẹ gội cho, không có lại ốm ra bây giờ đấy. Gớm. Con ngượng. Ngượng cái gì nào? Thế cái hồi con đẻ thằng Cu Long ấy, chả mẹ gội cho thì ai nào? Mẹ gội cho con thật. Ừ, cúi đầu xuống đây. Cháu ấy thích đây. Ừ. Có nhiều chuyện đáng ngượng thì chả ngượng cho. Cứ chuyện gì mẹ? Gớm, thôi, cúi xuống đây, nhanh lên, không có rồi ốm rồi đấy. Bà, sao bà lại gọi được cho mẹ à? Ừ. Mình em